Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hưng Hình. Hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn 5 tiêu chí làm sao để kênh TikTok của các bạn có nhiều follow hơn, có nhiều người xem hơn. Và trong thời gian qua Hưng đã giúp cho rất là nhiều người họ làm được cái điều đấy từ 0 cho tới 100.000 follow. Chỉ cần áp dụng những cái tiêu chí này thôi. Tiêu chí đầu tiên mà Hưng muốn chia sẻ cho các bạn là thứ nhất là các bạn cần phải tạo kênh cho đúng cái đã. Cái này rất là quan trọng. Nếu mà các bạn nào tạo rồi thì các bạn có thể coi lại video này để các bạn coi thử mình đã tạo đúng chưa, để khỏi bị hối hận nha. Có rất là nhiều người tạo rồi, kênh lên rồi nhưng mà phải bỏ đi, làm lại đấy, có nhiều cái sai phạm. Còn những bạn nào mới tạo thì cũng nên coi cái kênh này để tạo cho nó đúng nha. Cái video đó Hưng làm sẵn rồi, từng bước các bạn có thể làm theo. Và hôm nay Hưng sẽ chia sẻ rất nhiều điều trong cuốn sách TikTok Marketing này để cho các bạn có thể là biết thêm nhiều điều để các bạn có thể xây kênh từ 0 cho tới 100.000 follow giống như Hưng đã làm và giúp cho nhiều người nha. Đó là điều thứ nhất, các bạn phải tạo kênh. Điều thứ hai mà Hưng muốn chia sẻ cho các bạn là sau khi mình tạo kênh xong rồi thì mình phải chọn chủ đề. Cái chủ đề rất là quan trọng, các bạn phải biết được rằng là mình phải chọn cái chủ đề như thế nào mà với cái điều mình mong muốn, đúng không? Bây giờ mình muốn bán thời trang thì mình phải chọn chủ đề thời trang. Và phải làm xuyên suốt một chủ đề đấy. Phải làm xuyên suốt một chủ đề. Ví dụ như Hưng đang làm ẩm thực thì Hưng chỉ làm ẩm thực thôi. Không có lan man qua những chủ đề khác, thì lan man qua những chủ đề khác là TikTok nó làm gì ạ? Nó báo cái kênh mình là cái kênh này là rất là lộn xộn, làm lung tung hết, không có xuyên suốt, cho nên kênh của mình không được đề xuất đâu. Cho nên các bạn hãy coi lại video của mình đi. Những cái video nào mà mình làm nó không đúng với lại cái chủ đề mình đang làm thì mình ẩn bớt đi. Nhớ là ẩn đừng có xóa. Lý do tại sao ẩn đừng có xóa thì có thể coi video này nhá. Thì nên chọn cho mình một chủ đề phù hợp với lại cái mục đích mình xây kênh là gì nha. Nhảy thì làm nhảy, gái xinh thì làm gái xinh, thời trang thì làm thời trang, bất động sản thì nên làm bất động sản, mỹ phẩm thì nên làm mỹ phẩm. Đó là điều thứ hai Hưng muốn chia sẻ cho các bạn, hãy chọn một chủ đề cho phù hợp. Điều thứ ba Hưng muốn chia sẻ cho các bạn là cái thời gian đăng bài. Cái này là cái điều mà rất là nhiều bạn thắc mắc là đăng bài vào giờ nào cho nó phù hợp, đúng không ạ? Và đăng bao nhiêu bài thì là đúng. Ở đây thì cũng không có như thế nào là đúng cả. Thì thời gian đăng bài nó có 4 khung giờ như thế này. Thường từ 6 giờ cho tới 8 giờ sáng. Thứ hai là từ 10 giờ cho tới 11 giờ trưa. Thứ ba là từ 18 giờ cho tới 22 giờ tối. Và cuối cùng là 22 giờ đêm. Thực sự là các bạn cứ đăng 4 khung giờ này cũng được. Và mình coi được rằng là cái thời gian, cái khung giờ nào mình đăng lên mà video nhiều người xem thì hôm sau mình lại đăng khung giờ đấy. Tại vì cái đối tượng khách hàng của bạn họ thích xem cái giờ đấy. Cho nên cái việc đăng bài nó cũng phụ thuộc vào đối tượng khách hàng của mình. Mà tốt nhất chia sẻ cho các bạn cái mẹo là nên đăng từ 10 giờ trưa cho tới 11 giờ trưa, hoặc là từ 18 giờ cho tới 20 giờ. Tại vì cái khoảng thời gian đó là nhiều người sử dụng điện thoại để lướt TikTok, cho nên mình nên đăng vào giờ đấy nhá. Còn một hai cái khung giờ khác thì tùy vào cái ngành nghề của các bạn nhá. Ở trong đây thì nó ghi như thế này, Hưng sẽ đọc cho các bạn nè. Nên lập kế hoạch đăng bài ít nhất là từ 3 tới 5 lần một tuần. Điều này TikTok đã đề xuất để có được hiệu ứng tích cực trên nền tảng này. Nếu bạn dự định đăng bài thường xuyên hơn nữa, hãy nhớ rằng điều này có thể hạn chế lượt xem của bạn, vì nếu thuật toán phân loại của TikTok là bạn đang bị vi phạm về spam. Có nghĩa là nếu bạn đăng nhiều bài quá thì theo thuật toán của TikTok thì nó báo bạn là bị spam đấy, đúng không ạ? Cho nên là không cần phải đăng quá nhiều bài. Thứ hai này, cái điều quan trọng này, nhiều khả năng bạn sẽ không có nội dung, thời gian hoặc sở thích để đăng nhiều lần trong một ngày. Tôi muốn sửa lại điều này là bạn thực sự có thể đăng được nhiều lần hay là không. Tại vì mình đăng hoài như vậy mình hết ý tưởng mình làm. Hết ý tưởng làm cho nên đăng nhiều quá cũng không tốt nha các bạn nha. Nó nói là vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai á, thì mình đăng nhiều nếu mà mình mới tạo tài khoản xong. Còn nếu vào ngày thứ ba thì điều này không cần thiết nữa, tại vì nếu mà làm như vậy nữa thì mình hết ý tưởng mất. Cho nên là các loại tài khoản trên nền tảng đăng một lần một tuần, một lần một ngày, một lần một tuần, hoặc là một lần một ngày, hoặc là nhiều lần một ngày. Cái thứ ba thường là các tài khoản có ảnh hưởng đăng nội dung thường lặp đi lặp lại. Có nghĩa là như này này các bạn, kênh của các bạn mới thì các bạn có thể đăng nhiều cũng được, còn sau này kênh của bạn lớn rồi, giống như kênh của Hưng thì thường là hai ngày Hưng đăng một bài, hai ngày Hưng đăng một bài, tại vì nhiều quá không có thời gian để làm, mình làm rất là nhiều video YouTube nữa, cho nên là không có thời gian đăng, cho nên là hai ngày đăng một bài thì đó vẫn là một cái chiến lược rất là tốt. Và không tập trung vào số lượng bài đăng, không tập trung vào số lượng bài đăng mà hãy tập trung vào chất lượng bài đăng. Tương tác mới là điều quan trọng. Cái nội dung mới là quan trọng nha các bạn, cái nội dung của bạn có giá trị cho người xem thì họ sẽ xem. Còn cái số lượng bài đăng không quan trọng đâu. Đăng một lần một ngày là cái nước bài giúp cho mình yên tâm hơn. Có nghĩa là mình không ngừng suy nghĩ nội dung TikTok cho ngày mai. Đấy, cho nên mình cảm thấy yên tâm, ngày nào mình có bài mình không sợ TikTok bị bóp tương tác. Ví dụ như hôm nay mình không đăng bài mình nghĩ TikTok bóp tương tác mình cho nên mình rất là sợ, đúng không? Rồi, tiếp theo này các bạn, một số người sáng tạo thậm chí cho rằng việc đăng bài thường xuyên có thể nguy hiểm cho nội dung của bạn vì bị phân loại spam.
Tôi không thể xác định được điều này. Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì thực hiện 3 bài đăng mỗi ngày để kiểm tra thì tôi cũng không xác định được là nó có bị spam hay không đấy. Hơn nữa là bạn có thể kiểm tra trong tài khoản của bạn. Khi lượng người theo dõi của bạn mạnh nhất thì điều này có thể cung cấp cho bạn những cái giá trị về thời gian đăng bài. Có nghĩa là như này, khi mình có cái video lên xu hướng, mình vô mình phân tích, mình xem được là cái thời gian đăng bài của mình là lúc nào mà người ta xem nhiều nhất, thì các bạn chỉ cần vô cái phần phân tích nha, các bạn xem là các bạn có thể thấy được là khoảng thời gian này là nhiều người xem nhất, cho nên mình nên đăng vào giờ đấy cho nó phù hợp. Đó là điều thứ ba về đăng bài, thấy không? Đăng bài thôi mà nó viết rất là dài. Tốt nhất là Hưng làm như thế này, cứ kênh mà mới lớn cứ một ngày một bài, nếu mà được thì một ngày hai bài thế thôi, cứ bạn cứ lên đều như vậy. Thường là lần đầu tiên mà Hưng làm là một ngày hai bài lên từ 0 cho tới 100.000 follow. Sau này Hưng đăng một ngày một bài, và sau này kênh của Hưng lớn rồi thì Hưng giãn ra hai ngày một bài nha. Rồi một điều tiếp theo là điều thứ tư, cái tiêu chí thứ tư Hưng muốn chia sẻ cho các bạn là mình nên quay bằng cam thường hay là bằng app, hoặc là âm thanh ánh sáng như thế nào. Thì ở trong này nó khuyên luôn nè các bạn, nó khuyên các bạn là cảnh quay của bạn nên quay bằng camera, ứng dụng camera góc, đừng có dùng app đăng lên hình ảnh nó sẽ bị mờ đấy. Về đầu tiên là cái phần kịch bản nè, tạo một kịch bản cho ý tưởng của bạn. Nhớ nè, chỉ có 15 cho tới 60 giây thôi, cho nên bạn cần phải đưa ra một ý tưởng đơn giản thôi, đến với lại một lượng khán giả thiếu kiên nhẫn, tại vì họ thiếu kiên nhẫn lắm, bạn đừng có làm dài. Nhớ là đừng có làm dài từ 15 giây cho tới 60 giây thôi với những cái kênh mới của bạn. Tại vì bạn mới làm mà bạn còn làm dài nữa, tại vì mình mới làm chắc chắn là chưa hay, mà mình làm dài nữa thì ít người xem. Cho nên làm 15 giây cho tới 60 giây là hợp lý. Đặc biệt nè, nếu bạn làm từ 15 giây cho tới 60 giây, bạn có thể lấy video này đăng qua bên YouTube luôn nha. Cách đăng như thế nào các bạn coi video này, đăng từ dưới 60 giây có thể tạo một video đăng qua YouTube để làm gì, tăng sự hiện diện của mình. Cái điều thứ hai quan trọng là làm đơn giản thôi. Nó nói là video của bạn nên ngắn gọn, đơn giản và tránh sự phức tạp. TikTok tốt nhất của tôi là từ 3 tới 4 cảnh chuyển thôi, với những cái thông điệp rất là đơn giản, và tránh những biệt ngữ kỹ thuật không rõ ràng. Hãy đi thẳng vào vấn đề là một câu nói rất là quan trọng, có nghĩa là hầu hết mọi người không biết làm TikTok cho nên bị kênh không lên và bị bóp tương tác. Đó là đi thẳng vào vấn đề đấy. Cho nên là TikTok là 3 giây đầu là rất quan trọng, cho nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn, không có lòng vòng. Đừng có nói là xin chào tất cả các bạn nha, mình là Hưng Huỳnh đây, kênh của mình là kênh ẩm thực, hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn, người ta đi mất rồi. Cho nên là các bạn nói luôn, nếu mình làm ẩm thực nè, hầu hết các bạn đến Nha Trang mà không biết ăn ở đâu cho ngon, thì hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn một nơi ăn rất là ngon. Các bạn thấy hay không? Đó là Hưng đi thẳng vào vấn đề đấy. Cái điều tiếp theo nè, tránh tạp âm, có nghĩa là khi các bạn quay video đừng có để tạp âm nó lẫn vô, thì TikTok nó cũng sẽ chấm video của bạn thấp đấy. Và tiếp theo nó đèn và ánh sáng, có nghĩa là các bạn thấy Hưng có đèn này, các bạn thấy sáng mặt không? Video nó phải sáng này, nó phải đẹp như này nha. Video MMM66 TikTok nó cũng đánh giá thấp luôn các bạn nhé. Thì đó là điều thứ tư Hưng muốn chia sẻ cho các bạn. Và điều cuối cùng, điều thứ năm, mà muốn kênh của mình nhanh lên xu hướng, thì các bạn, Hưng chia sẻ cho các bạn một cách như này. Nếu mà các bạn đang làm về mỹ phẩm thì các bạn qua coi cái kênh nào đang làm mỹ phẩm. Cái kênh nào đang làm mỹ phẩm tốt đấy, mình chỉ cần search từ mỹ phẩm thôi ở trên TikTok, xong ra cái video nào đang làm tốt nhất, đang lên xu hướng thì mình làm theo cái video ấy. Có nghĩa là mình đang ăn theo đấy, mình là những người mới chơi thì mình ăn theo họ thì mình sẽ nhanh lên hơn. Thứ hai là các bạn có thể làm video đố như bạn Tomato Hường đây. Nhưng mà bạn Tomato Hường đây thì đố rất là nhiều thể loại khác nhau, thì bạn có thể làm giờ đố đúng với lại cái chủ đề của bạn thôi. Đố đúng với lại chủ đề của bạn thôi thì video nó sẽ lên luôn nha. Đấy, rất là dễ, tại vì khi đố thì người ta tò mò thì video của bạn nó sẽ dễ lên hơn. Nhưng mà đố đúng nội dung của bạn là được. Làm mỹ phẩm thì nên đố mỹ phẩm giống như kênh của bạn Dung mỹ phẩm đây. Hưng soạn cho bạn ấy nội dung, xong bạn ấy làm thì bạn ấy đã lên được xu hướng. Và nếu các bạn quan tâm tới cái việc học TikTok, cái việc làm video TikTok, thì các bạn có thể vào những cái nhóm của Hưng ở trong phần mô tả. Hưng chia sẻ miễn phí ở trong Zoom để các bạn có thể là làm kênh TikTok lên xu hướng nhanh hơn. Ở trong video này thì Hưng chia sẻ cho các bạn những cái mẹo như vậy thôi. Còn chi tiết như thế nào thì các bạn cần phải đi học miễn phí mà. Miễn phí, tất cả đều miễn phí để các bạn có thể làm kênh TikTok. Ok, chúc cho các bạn thành công ở trên nền tảng TikTok. Và sắp tới nền tảng TikTok là một trong những cái nền tảng mà sẽ bán hàng được rất là nhiều, tại vì số lượng người ở trên đây rất là đông, mà khách hàng ở đâu thì ta ở đấy. Ok, chúc cho các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho Hưng một like nhé. Cảm ơn tất cả bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.